Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã trải qua năm 2022, một năm với không ít thử thách và cả khó khăn với tất cả người dân trên toàn thế giới, từ dịch bệnh, thiên tai cho đến chính trị. Bước sang năm mới 2023, năm Quý Mão, con vật đứng thứ tư trong 12 con giáp, được biểu tượng cho tài lộc, thành công và may mắn. Đó cũng chính là những điều mà ai ai cũng mong muốn đạt được ở mọi lĩnh vực trong năm 2023. Vậy năm nay sẽ có những biến chuyển và khởi sắc gì? Cũng như tuổi nào sẽ hợp trong năm 2023. Xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chuyên gia phong thủy Song Hà tại trường quay của Chào Buổi Tối trong ngày đầu tiên của năm mới. Đầu tiên thì xin được cảm ơn chị đã nhận lời mời đến với trường quay của Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Thưa chị, chúng ta đã bước sang năm mới 2023. Để nhìn lại năm 2022 thì chị có những cái đánh giá tổng quan như thế nào? Có thể nói là năm 2022 là một năm có rất là nhiều những cái thách thức liên quan đến các cái vấn đề về kinh tế, chính trị cũng như là vấn đề về con người. Và cái vấn đề kinh tế cũng như là vấn đề về y tế là một trong những cái vấn đề rất là đáng chú trọng trong năm 2022. Mà từ cơ sở năm 2022 mà chúng ta sẽ có những cái phương hướng và định hướng cho năm 2023 được nó sẽ có những cái bật hơn so với năm 2022. Thì nếu như so sánh dưới cái góc độ năng lượng thì giữa năm 2022 và 2023 sẽ có những chuyển biến gì thưa chị? Cái nguồn năng lượng của năm 2023 sẽ tốt lành hơn rất nhiều so với nguồn năng lượng của năm 2022. Lý do là bởi vì cái chủ tinh tính theo cửu tinh thì cái chủ tinh của năm 2022 là sao Ngũ Hoàng Đại Sát, là một đại hung tinh. Trong khi đó với năm 2023 của chúng ta thì chúng ta lại đón chào sao Tứ Lục Tinh, là một cái ngôi sao được xét về cái dạng gọi là bình cát tinh. Sau này là sao chủ trương về văn xương, trí tuệ, kỹ nghệ và về cái việc mà phát triển bản thân cũng như là hoàn thiện là bản thể. Cho nên là có thể nói là năm 2023 mới thật sự là một cái năm mà phục hồi đối với nhân loại. Và đặc điểm về cái thiên can địa chi ngũ hành đó là Quý Mão thì quý là âm thủy, mão là âm mộc, và Quý Mão thì lại là mang hành kim, cho nên người ta mới gọi năm Quý Mão 2023 là năm của những chú mèo vàng, những chú mèo tài lộc theo đúng ý nghĩa của nó. Chính vì thế cho nên đây là một năm tràn đầy những cơ hội mà chúng ta cần phải nắm bắt, và đây là một cái năm mà chúng ta phải tập trung cao độ. Tất cả mọi người đều phải tập trung cao độ để có thể tranh thủ được những cái nguồn năng lượng cũng như là những cái sự tích cực của năm 2023 để tạo đà cho các cái năm 2024 và năm 2025. Vâng ạ, như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là năng lượng của năm nay sẽ tốt hơn và chúng ta cần phải nắm bắt những cái thời cơ, cơ hội để có thể phát triển và tạo đà bứt phá cho bản thân. Vậy thì về toàn cảnh chung thì chị đánh giá như thế nào, hay chị có những đánh giá là lĩnh vực nào sẽ được nhận định là khởi sắc trong năm nay? Chúng ta sẽ phải có những sự nhận đoán thì nó sẽ có một cái vấn đề về riêng với quốc gia Việt Nam chúng ta thì nó sẽ khác với các cái nước trên thế giới. Tuy chúng ta có sự ảnh hưởng đối với cái nền kinh tế của thế giới, nhưng mà cái nền kinh tế của chúng ta nó lại có một cái cơ cấu phát triển nó khác. Trong khi năm 2023 là một cái năm mà trên thế giới phải đối đầu với cái vấn đề về năng lượng, về lương thực và về y tế, thì đấy lại là cơ hội để Việt Nam chúng ta có thể bứt phá trong vấn đề xuất khẩu các cái sản phẩm nông nghiệp, và các sản phẩm nông nghiệp phải được phát triển đầu tư một cách chuyên sâu ở cái vấn đề về chế biến các cái lương thực, thực phẩm để tạo ra được những cái mặt hàng mang tính chất là nó không phải dạng thô mà dạng thể tinh để mà chúng ta có thể xuất khẩu được ra các nước. Và năm 2023 là một năm mà chúng ta khá thành công trong việc xuất khẩu nông nghiệp, cả về lĩnh vực các sản phẩm ở các cái ngành trồng trọt cũng như là cái ngành thủy hải sản. Và đó là một cái điều rất là may mắn của chúng ta. Còn tiếp theo nữa đó là ở năm 2023 thì cái thị trường bất động sản cũng như thị trường chứng khoán nó cũng có tính thanh khoản cao hơn và nó có tính bình ổn hơn. Đặc biệt là năm 2023 là năm mà tất cả các doanh nghiệp của Việt Nam cũng đào sâu đầu tư trau chuốt, tức là về chuyên sâu về việc phát triển chất lượng của sản phẩm, và người Việt
cũng ủng hộ, tức là nhân dân cũng ủng hộ theo cái tạo đà của kinh tế là chúng ta sẽ sử dụng hàng Việt Nam nhiều, chúng ta sẽ ưu tiên người Việt sử dụng hàng Việt để đẩy bật cái kinh tế của chúng ta lên, và chúng ta tránh dùng các cái sản phẩm xa xỉ, các cái thương hiệu xa xỉ của bên nước ngoài, để chúng ta chủ trương những cái sản phẩm mà mang tính ưu tiên cho cái cuộc sống, phục vụ đời sống sinh hoạt của chúng ta. Về vấn đề, về câu chuyện là nữa, đó là chúng ta là cái điểm đến an toàn, và chính trong thời gian này cũng là cái thời gian mà du lịch của chúng ta cũng phát triển mạnh hơn lên rất nhiều, với cái việc mà tăng lượng khách quốc tế đến với Việt Nam chúng ta cũng giúp cho chúng ta có được những cái đẩy bật trong cái việc phát triển kinh tế. Việc tiếp theo nữa đó là cái việc mà nhà nước có những cái chủ trương đúng đắn trong cái việc kiểm soát lạm phát, và có những cái sự hỗ trợ trong các cái doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thể đầu tư và phát triển, cũng như là xuất khẩu được nhiều mặt hàng sang các nước. Thì chính vì thế cho nên là có thể nói rằng là năm 2023 là về cái đồng tiền chung, cái đặc tính của năm 2023 là năm thuận lợi với đất nước chúng ta, trong khi mà trên thế giới thì rất là phức tạp và họ có những cái sự rối ren, nhưng với Việt Nam chúng ta thì nó lại là sự bình ổn. Vâng ạ, như vậy là chúng ta thấy cũng có những cái lĩnh vực mà đánh giá là được khởi sắc trong năm 2023. Thế còn một điều mà có lẽ rằng là người dân cũng vô cùng quan tâm, đó là lĩnh vực thiên tai. Trong năm 2022 thì chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều những cái hiện tượng thời tiết cực đoan, và quả thực rằng là những ảnh hưởng của nó tới đời sống của người dân là không nhỏ. Vậy thì trong năm 2023 thì chị dự đoán như thế nào về thiên tai? Nhìn chung là cũng rất là may mắn là năm 2023 chúng ta sẽ không phải đối đầu với những cái thiên tai quá phức tạp. Và năm 2023 là năm mà các cái vấn đề về hạn hán cũng như là lũ lụt của chúng ta thì lại chúng ta chú trọng về cái câu chuyện của hạn hán hơn. Tức là chúng ta sẽ phải để ý đến cái việc mà bồi bổ các cái nền tảng đất nông nghiệp, cũng như là chú ý đến hệ thống kênh đê điều để chuẩn bị cho những cái câu chuyện của năm 2024 cơ. Chứ năm 2023 thì chúng ta lại không có hạn về lũ lụt, nhưng mà cái câu chuyện về hạn hán này chúng ta phải chú ý. Đồng thời là về cái câu chuyện về các cái hệ thống điện cũng như là an toàn về điện là chúng ta phải cẩn trọng, bởi vì nó sẽ dễ có các cái hỏa hoạn liên quan đến câu chuyện là do các cái hệ thống điện mà gây ra hỏa hoạn, thì là chúng ta sẽ phải cần chú ý trong năm 2023. Vậy thì còn về vấn đề sức khỏe thì sao thưa chị? Về sức khỏe thì là chúng ta có một đặc điểm là năm 2023 là cuối năm mà chúng ta phải rất cẩn trọng những cái bệnh mà liên quan đến vấn đề về các hệ thống đường tiêu hóa, vấn đề về ngộ độc thực phẩm, an toàn thực phẩm, và đặc biệt là những cái câu chuyện liên quan đến cái việc mà chúng ta hấp thụ các loại thức uống để mà chúng ta bảo vệ được cái hệ thống gan mật của chúng ta được tốt. Thì năm 2023 thì chú trọng chủ yếu vào các cái bệnh liên quan đến cái hệ thống nội tạng là liên quan đến gan và mật. Còn nhìn chung là cái vấn đề liên quan đến đường hô hấp, liên quan đến dịch bệnh Covid thì chúng ta kiểm soát tốt trong năm 2023. Vâng ạ, vậy thì còn dưới góc độ phong thủy thì năm 2023 sẽ hợp tuổi với con giáp nào, và có những lưu ý nào mà chị muốn gửi tới quý vị khán giả không? Chúng ta cần lưu ý là những tuổi sau là những tuổi sẽ cần phải cẩn trọng, thì những tuổi còn lại thì sẽ khá là may mắn. Những tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu và tuổi Thìn, tuổi Thân là những cái tuổi phải cẩn trọng trong năm 2023 do họ bị hạn Thái Tuế và hạn Tam Tai. Trong đó thì có tuổi Tý và tuổi Thìn là hai tuổi vừa hạn Thái Tuế vừa hạn Tam Tai. Thế còn lại các tuổi khác như các cái tuổi như là tuổi Sửu, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tuổi Tuất thì đều là những cái vận hội khá là tốt đối với những tuổi này. Ngoài ra thì có cả tuổi Mùi cũng là những cái điều may mắn của các cái tuổi này, và những cái nó có một số những cái thứ linh vật đặc biệt mà đem lại may mắn cho các cái tuổi trong năm 2023, đấy là bộ ba cái linh vật là những hình tượng của những chú mèo, hình tượng của những chú heo và hình tượng của bộ Tam Dương Khai Thái là ba chú dê, thì đều là những hình tượng may mắn mà mọi người sẽ thường bài trí trong những cái năm mới của 2023.
Năm 2023 là năm Quý Mão, tức là năm con mèo, vật biểu tượng cho tài lộc, may mắn và phú quý. Vậy thì phải chăng chúng ta cũng có sự hy vọng về một năm 2023 tươi sáng, may mắn và khởi sắc thưa chị? Chúng ta cần hiểu là với quốc gia chúng ta thì chúng ta quan niệm 2023 năm Quý Mão, tức là địa chi Mão là mèo. Chứ còn trên thế giới thì hầu hết là với tử vi phương Đông người ta quan niệm là những chú thỏ, bởi vì họ xếp mèo là tiểu hổ. Tuy nhiên là những chú thỏ với những cái đặc tính nhanh nhẹn và nhạy bén, cũng như là luôn luôn lường trước được những cái điều nguy hiểm đến, thì nó cũng thể hiện một cái việc mà năm 2023 là một cái năm mà chúng ta sẽ phải làm mọi việc để mà có sự chuẩn bị cho những cái tương lai, nền móng của những cái năm khởi đầu của vận chín hạ nguyên. Vì 2024 và 2025 báo hiệu rất nhiều những cái khó khăn mà chúng ta sẽ phải đối mặt, cho nên là chúng ta phải thật sự là cố gắng là chấp mọi thời cơ, mọi cơ hội của năm 2023. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị, và một lần nữa xin được cảm ơn chị đã đến với trường quay của Chào Buổi Tối trong một ngày đầu năm mới 2023 như thế này. Chúc chị sẽ có một năm may mắn, thịnh vượng và sức khỏe. Xin được cảm ơn chị ạ. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.